Theo thông tin được hé lộ từ tờ La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo được cho là đang chi phối Juventus trong thương vụ liên quan tới tương lai của tiền vệ Emre Can. Cụ thể, Ronaldo muốn Juventus bán Can cho Barcelona thay vì đội bóng cũ của anh là Manchester United. Sau đó, chân sút người Bồ Đào Nha muốn có một thương vụ trao đổi giữa Juventus và Barca khi Emre Can sẽ di chuyển đến sân Camp Nou và một tiền vệ khác của đội bóng xứ Catalonia là Ivan Rakitic sẽ đi theo chiều ngược lại. Hồi đầu tháng, Rakitic từng tiết lộ, Ronaldo đã gọi điện và thuyết phục tôi gia nhập Juventus. Anh ấy khẳng định toàn bộ đội hình Juve đều mong tôi đến. Tuy nhiên, Barcelona đòi 50 triệu euro và thương vụ này đã đổ bể. Việc Ronaldo nhúng tay vào công cuộc chuyển nhượng của Juventus không phải là chuyện mới đây. Một mình CR7 đã khiến Juventus có một mùa hè xáo trộn trên hàng công, chỉ nhằm đảm bảo một bộ khung tấn công ưa thích cho ngôi sao 34 tuổi này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đội tuyển Anh, Jadon Sancho trở về câu lạc bộ của Đức muộn hơn một ngày so với quy định, nhưng lại không đưa ra được lý do chính đáng với ban huấn luyện. Chính vì điều này, ban lãnh đạo Borussia Dortmund đã phạt tài năng trẻ 19 tuổi mức phạt 100.000 euro. Theo Bill, đây không phải lần đầu tiên Jadon Sancho tập trung trễ hạn quy định. Giám đốc thể thao Michael Jorg của câu lạc bộ cho biết, Jadon là một chàng trai tử tế, anh ấy vẫn còn rất trẻ, thật không dễ để chúng tôi đưa ra quyết định phạt nặng Jadon, nhưng câu lạc bộ không còn cách nào khác. Jadon Sancho là một trong những ngôi sao hàng đầu của câu lạc bộ. Từ đầu mùa, cầu thủ người Anh đã duy trì phong độ ấn tượng. Sancho ghi 3 bàn thắng và sở hữu 6 pha kiến tạo. Năm ngoái, anh sớm bùng nổ mạnh mẽ với 13 bàn thắng và 19 đường chuyền dọn cổ trên mọi mặt trận. Sau khi chứng kiến bàn thua muộn ở phút 85 khiến Manchester United bị Liverpool cầm hòa trên sân nhà Old Trafford vào ngày hôm qua, huyền thoại bóng đá người Hà Lan Raphael van der Vaart đã bất ngờ chỉ trích trung vệ Harry Maguire rất thậm tệ. Van der Vaart trả lời phỏng vấn trên Ziggo Sport: "Tôi đã xem một trận đấu nghiệp dư vào hôm qua và tìm ra ba cầu thủ có thể chơi bóng như Maguire. Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc. Điều này có thể bạn cho là ngớ ngẩn, nhưng dù sao thì cậu ta cũng chẳng thể nghe thấy. Nhưng đó là những gì tôi suy nghĩ. Sau tất cả, chúng ta đang nói về mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Maguire. Nếu cậu ta xứng đáng với số tiền đó thì chắc Virgil van Dijk phải 300 triệu bảng mới đúng." Đây không phải là lần đầu tiên Raphael van der Vaart mỉa mai Harry Maguire. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên Sky, cựu tiền vệ của Tottenham cũng đã từng mỉa mai trung vệ người Anh rất nhiều lần. Mặc dù đang đạt phong độ cao tại tuyển Pháp, nhưng vì liên tục ngồi dự bị ở Chelsea đã khiến Olivier Giroud khá bức xúc và muốn rời đi. Trong bối cảnh này, huấn luyện viên Lampard đã ngay lập tức lên tiếng xoa dịu tình hình và sẽ thuyết phục Giroud tiếp tục gắn bó với Chelsea. "Tôi rất muốn Olivier ở lại vào lúc này vì cậu ấy là một phần quan trọng của đội. Thời điểm hiện tại, Tammy Abraham đang được trao cơ hội nên không có nhiều thời gian cho Giroud. Nhưng chắc chắn tôi sẽ ngồi lại nói chuyện với cậu ấy ngay vào tháng Giêng. Từ giờ đến đó vẫn còn một chặng đường rất dài, nhưng tất cả chúng tôi đều muốn cậu ấy ở lại. Cậu ấy có quyền không vui hay không chấp nhận chuyện ngồi dự bị. Đó là điều mà những cầu thủ giỏi vẫn làm. Như tôi đã nói với Olivier, cậu ấy được trao cơ hội ra sân và vẫn có tầm ảnh hưởng lớn tại Chelsea." Lampard chia sẻ trước phóng viên tại Stamford Bridge. Tuy VFF và đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo đều chưa tiết lộ bất kỳ điều gì trong việc đàm phán ký hợp đồng mới vì đây là nguyên tắc, nhưng theo nguồn tin có được từ tờ Thanh Niên thì hai bên sẽ đi đến ký kết sau khi kết thúc trận đấu với Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 và bản hợp đồng này sẽ được công bố trước ngày 25 tháng 11. Một thành viên trong ban lãnh đạo VFF nói: "Trong bản hợp đồng mới, vai trò của huấn luyện viên Park sẽ được nâng cấp, đồng nghĩa với việc trách nhiệm sẽ nặng hơn. Tiền bạc là vấn đề được đôi bên đề cập tới nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng nhất." Cũng trong diễn biến đó, trên trang Sport Video của Hàn Quốc, một số cổ động viên xứ Kim Chi kêu gọi huấn luyện viên Park nên trở về dẫn dắt các câu lạc bộ quê nhà. Một số khác cho rằng cựu trợ lý Gus Hiddink nên tìm công việc ở các quốc gia khác có tiềm năng và chế độ đãi ngộ tốt hơn Việt Nam. U22 Thái Lan đã tổ chức một đợt tập trung vào đầu tháng 10 để chuẩn bị cho SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á. Trong danh sách của huấn luyện viên Akira Nishino có tên của hậu vệ ngôi sao Kevin Diromram. Tuy nhiên, cầu thủ này đã viện lý do bị chấn thương để không phải tập trung cùng các đồng đội trên tuyển. Theo Bangkok Post, huấn luyện viên Akira Nishino đã gạch tên cầu thủ này khỏi danh sách dự SEA Games 30. Trợ lý của ông Nishino, ông Anurag Srikar cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Kevin viện cớ chấn thương để từ chối tập trung cho các đội tuyển quốc gia. Vì vậy, cậu ấy sẽ không được gọi vào bất cứ đội tuyển nào của Thái Lan trong thời gian tới. Hiện tại, Kevin Diromram được đánh giá là hậu vệ trái hay nhất của U22 Thái Lan. Cầu thủ này có bố là người Thụy Điển và mẹ là người Thái Lan. Trước khi chuyển về xứ sở Chùa Vàng thi đấu vào năm 2017, cầu thủ này đã từng khoác áo U17 và U19 Thụy Điển.